Tại Cà Mau, bên cạnh cung cấp nghêu tươi thương phẩm, hiện nay nhiều hộ nuôi nghêu tại huyện Ngọc Hiển đã chế biến đa dạng các sản phẩm cung ứng cho thị trường. Huyện Ngọc Hiển có hơn 28 hectare nuôi nghêu ven biển, mỗi năm khai thác từ 300 đến 450 tấn. Để tăng giá trị nghêu thương phẩm, nhiều hộ đã chế biến sản phẩm khô nghêu và nghêu thịt thành phẩm. Hiện khô nghêu bán ra với giá từ 1 đến 1,2 triệu đồng một kg, nghêu thịt thành phẩm có giá 250.000 đến 300.000 đồng một kg.